Sức khỏe của bạn là sức mạnh của chúng tôi. V-Life, chẩn đoán bệnh cơ thể một cách hiệu quả. V-Life là tên của một combo sản phẩm gồm 3 sản phẩm, trong đó có VOC cộng, V-Nero và V-Tracen. Đây là sản phẩm hỗ trợ nổi tiếng của Đức do công ty V-Life International sản xuất và chịu trách nhiệm trên toàn thế giới. Hiện nay, V-Life International được thành lập và đặt trụ sở chính tại Đức. Tại Việt Nam, công ty V-Life International đã có mặt và có trụ sở chính tại Hồ Chí Minh, đầy đủ giấy tờ cũng như hợp thức hóa theo chính sách của chính quyền Việt Nam. Vừa rồi chúng tôi đưa ra thông tin về công ty sản xuất ra sản phẩm V-Life. Sau đây chúng tôi sẽ cho các bạn biết hiện nay công ty đang có 3 mặt hàng chủ lực là VOC cộng, V-Nero, V-Tracen. Giới thiệu sản phẩm VOC cộng của công ty V-Life. Sản phẩm VOC cộng của công ty V-Life là một trong những sản phẩm có tác dụng cực kỳ nhanh và hiệu quả. Sản phẩm được biết đến với các thành phần độc đáo và có tác dụng cực tốt. Ubiquinone, viết tắt là UQ. Đây là một hợp chất quinone, tan trong chất béo, tồn tại trong thiên nhiên. Cấu trúc của nó tương tự như vitamin K, vitamin E và plastoquinone. Tham gia vào quá trình sản sinh và kích hoạt năng lượng của các tế bào trong cơ thể người. Là thành phần chống oxy hóa, ngăn chặn sự hình thành xơ vữa động mạch. Coenzyme Q10 là một hợp chất chống oxy hóa tan trong chất béo. Coenzyme Q10 là một trong những nguyên tố quan trọng mà đời sống con người không thể thiếu. Tăng cường chống oxy hóa, chống lão hóa và tăng cường hoạt động của con người. Ngoài ra, VOC giúp bơm oxy vào trong máu, hỗ trợ cơ thể rất nhiều trong hấp thụ và chuyển hóa. V-Nero được biết đến với các tác dụng cụ thể như cải thiện da, hỗ trợ giảm nếp nhăn, xóa nhăn và làm chậm quá trình lão hóa da, giữ ẩm da đối với những người có da khô và làn da thô ráp, loại bỏ những đốm tàn nhang, thâm lâu năm, duy trì độ cân bằng cho da. Ngoài ra, sản phẩm V-Nero của V-Life còn được biết đến như một trong những sản phẩm đặc biệt hữu ích cho việc đào thải ngăn ngừa ung thư hay từ sơ khai. V-Tracen của V-Life. V-Tracen là một trong những sản phẩm không thể nào thiếu trong combo bộ 3 sản phẩm siêu hiệu quả của V-Life. Sản phẩm được tạo ra bởi hơn 22 loại thành phần. Sản phẩm V-Tracen nổi tiếng trên thị trường với các tác dụng phổ biến như giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn, giúp cơ thể hạn chế hấp thụ đường và chất béo. Chúng sẽ được đào thải ra ngoài theo một cách dễ dàng. Làm sạch máu, đào thải độc tố trong máu. Hạ lipid trong máu hiệu quả, giúp cải thiện trí nhớ và chống lão hóa, ngăn ngừa ung thư ngay từ ban đầu. Ngoài ra sản phẩm còn giúp bảo vệ gan. Tới hiện tại, qua các phân tích bên trên thì chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng sản phẩm V-Life của International để cải thiện sức khỏe và chẩn đoán cơ thể một cách tốt nhất. Sự đặc biệt của bộ sản phẩm V-Life là có thể giúp bạn chẩn đoán sớm các bệnh lý qua các dấu hiệu dưới đây khi sử dụng sản phẩm. V-Life chẩn đoán bệnh cơ thể một cách hiệu quả. Bộ phận trên cơ thể bị dị ứng đỏ, tai, miệng, cổ, mắt cho biết rằng năng lượng của cơ thể bạn đang thấp, khí huyết được lưu thông và đang chạy vào cơ thể. Đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, tế bào trong cơ thể thiếu oxy, khí huyết lưu thông kém, hệ tuần hoàn kém, tim đập nhanh dồn dập, muốn hít thở sâu, báo hiệu chức năng tim hoạt động không tốt. Đau bụng dữ dội hoặc đau bụng dâm dâm. Hệ tiêu hóa kém, đặc biệt là có vấn đề dạ dày. Các cơ, khu vực xương khớp đỏ ửng, có bệnh về xương khớp, viêm khớp, thoái hóa khớp. Cảm giác bứt rứt châm chích ở da, ngứa toàn thân là biểu hiện cơ thể ứ đọng nhiều độc tố, máu nhiều tạp chất và lưu thông kém. Cảm giác buồn ngủ mệt mỏi, dư lượng axit trong cơ thể cao, mất ngủ hoặc ngủ quá nhiều. Sóng alpha và beta của cơ thể bị loạn sản phẩm sẽ điều chỉnh sóng về cân bằng. Toàn thân nóng lên, cơ thể lạnh, đổ ấm không đủ để giữ ấm cơ thể. Sản phẩm V-Life có thật sự an toàn hay không? Hiện nay sản phẩm của V-Life International tại Việt Nam đều đã hợp thức hóa và được các bên liên quan như Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận cũng như cho phép bán cho người tại Việt Nam. Để sở hữu cho mình bộ sản phẩm V-Life, bạn có thể đặt mua tại siêu thị GH Shop ở link phần mô tả bên dưới video. GH Shop cam kết sản phẩm chính hãng, chất lượng đảm bảo, giá cả cạnh tranh cũng như có chính sách cao cho cộng tác viên cũng như khách hàng quen thuộc tại siêu thị.